ngày 28, Đức Mẹ Kiova, Ba Lan. Ngày nay chúng ta thường nghe cụm từ hãy chúc tụng Chúa, nhưng chúng ta thực tâm muốn nói gì khi chúc tụng Chúa? Có lẽ chúng ta đã quen với việc chỉ thân thưa với Thiên Chúa khi chúng ta cầu xin một điều gì. Đối với chúng ta, những kinh nguyện tạ ơn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn cảm thấy ái ngại khi khen ngợi người khác thế nào, thì chúng ta cũng cảm thấy ái ngại khi cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa về tất cả những điều kỳ diệu Người đã ban cho chúng ta như vậy. Khi đến thăm bà Elizabeth, Đức Maria đã tuyên xưng: Thiên Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, danh Người là Thánh. Thiên Chúa cũng đã làm những điều lạ lùng cho tất cả chúng ta. Hằng ngày chúng ta hãy nhớ lại và cảm tạ Thiên Chúa về bao ân huệ Người đã trào đổ xuống cho chúng ta. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng tôi hớn hở mừng vui trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Luca đoạn 1 câu 46. Trên Thiên Quốc. Margaret Hula Manson.